Thầy chào các bạn học sinh khối 7. Các con biết sản phẩm nông lâm nghiệp được thu hoạch dùng làm thức ăn cho vật nuôi phải được qua chế biến nhằm tăng hiệu quả sử dụng của thức ăn. Mặt khác, sản phẩm nông lâm thủy sản cần được dự trữ để chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi, nhất là những mùa khan hiếm thức ăn. Và ngoài ra, để có thức ăn cho chế biến và dự trữ, ta phải biết các phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi. Vậy chế biến thức ăn như thế nào, dự trữ thức ăn vật nuôi ra sao, và sử dụng các phương pháp nào để sản xuất thức ăn? Hôm nay, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu qua chủ đề chế biến, dự trữ và sản xuất thức ăn vật nuôi. Chủ đề chế biến, dự trữ và sản xuất thức ăn vật nuôi gồm có 5 phần. Thứ nhất, mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. Thứ hai, phân loại thức ăn. Thứ ba, các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. Thứ tư, một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Thứ năm, một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu glucid và thức ăn thô xanh. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua phần đầu tiên, đó là mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. Qua phần này, các con sẽ biết được mục đích của chế biến thức ăn là gì và mục đích của dự trữ thức ăn ra sao. Chúng ta qua một nhỏ chế biến thức ăn. Các con cho biết chế biến thức ăn nhằm mục đích gì? Cho ví dụ. Chế biến thức ăn nhằm mục đích làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, giảm độ khô cứng và khử bỏ chất độc hại. Ví dụ, trước khi cho vật nuôi ăn, người ta sẽ nấu chín đậu tương để tiêu hóa tốt, ủ thức ăn tinh bột với men rượu, làm cho thơm ngon miệng để vật nuôi ăn được nhiều, ăn ngon. Hoặc người ta sử dụng máy chế biến thức ăn cho gia cầm, gia súc. Các con liên hệ với môn địa lý và cho thầy biết miền Nam có mấy mùa, đó là những mùa nào. Miền Nam có 2 mùa, mùa nắng và mùa mưa. Vậy mùa nào có nhiều thức ăn? Mùa mưa chính là mùa có nhiều thức ăn. Bởi vậy, nếu vật nuôi không có thức ăn quanh năm thì người chăn nuôi phải làm gì? Họ phải dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Và chúng ta tìm hiểu của dự trữ thức ăn là cái gì nào. Dự trữ thức ăn có mục đích là nhằm giữ thức ăn lâu hỏng, luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. Ví dụ, vụ xuân, vụ hè thu, đây là những cái vụ mùa trồng trọt. Vụ xuân, vụ hè thu có nhiều thức ăn xanh, vật nuôi ăn không hết, người ta phơi khô hoặc ủ xanh để dự trữ đến mùa đông cho vật nuôi ăn. Tụi con quan sát hình, đây là những hình mà người ta đang dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Chúng ta đã biết được mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. Chúng ta bước qua phần 2, đó là phân loại thức ăn. Người ta phân loại thức ăn như sau. Thức ăn giàu protein là loại thức ăn có hàm lượng protein lớn hơn 14%. Thức ăn giàu glucid là loại thức ăn có hàm lượng glucid lớn hơn 50%. Thức ăn thô là loại thức ăn có hàm lượng xơ lớn hơn 30%. Thầy cho các con ví dụ. Bột cá Hạ Long. Bột cá Hạ Long là có 46% là protein. Ta thấy hàm lượng protein trong bột cá Hạ Long là lớn hơn 14%. Ta rút ra kết luận đây là thức ăn giàu protein. Hạt ngô, người ta gọi là hạt bắp vàng, có 8,9% protein và 69% là glucid. Đối với hạt bắp, người ta thấy có hai thành phần, 8,9% là protein và 69% là glucid. Ta thấy protein nhỏ hơn 14% và glucid là 69% protein, thì hàm lượng glucid lớn hơn 50%. Do đó ta rút ra kết luận đây là thức ăn giàu glucid. Rơm lúa có hàm lượng chất xơ là lớn hơn 30%. Ta thấy rằng
hàm lượng xơ trong rơm lúa là lớn hơn 30% và ta rút ra kết luận đây là thức ăn thô. Tụi con quan sát hình các loại thức ăn giàu protein. Thứ nhất là các loại đậu, vừng, bột, giun đất, khô dầu. Hình thức ăn giàu glucid: sắn, ngô, khoai tây, khoai lang, gạo và ngũ cốc. Thức ăn thô gồm rau xanh, bèo, cỏ ghim, cỏ voi, rơm rạ, bã mía và thân cây ngô, người ta còn gọi là thân cây bắp. Đó là ta đã biết qua phân loại thức ăn. Và từ những mục đích và phân loại đó, người ta mới có các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. Còn qua phần 3 la mã thầy, đó là các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. Ra qua phần 1 nhỏ, các phương pháp chế biến thức ăn. Các con quan sát hình. Sơ đồ các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi gồm có những hình như là cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lý nhiệt, ủ men, hỗn hợp, đường hóa tinh bột, kềm hóa rơm rạ. Từ đó các con cho thầy biết, trong chế biến thức ăn, người ta thường sử dụng các phương pháp nào? Có 3 phương pháp người ta thường sử dụng. Đó là phương pháp vật lý, phương pháp hóa học và phương pháp vi sinh vật học. Đó, tụi con thấy. Quan sát lại hình ha. Rồi, hãy quan sát hình dưới đây và hoàn thành bài tập sau. Có những phương pháp vật lý, hóa học, vi sinh vật học và hỗn hợp. Tụi con nhìn trên hình đây, những hình nào là thuộc về phương pháp vật lý, những hình nào là phương pháp hóa học, và những hình nào là phương pháp vi sinh vật, và hình nào là phương pháp hỗn hợp. Chúng ta thấy rằng phương pháp vật lý là hình 1, 2, 3, tức là sử dụng lực và nhiệt. Phương pháp hóa học là hình 6 và hình 7, có nghĩa là đường hóa tinh bột và kềm hóa rơm rạ. Hóa học là người ta biến đổi từ chất này sang chất khác. Phương pháp vi sinh vật là hình số 4, đó là ủ men. Và phương pháp hỗn hợp là hình số 5. Thì nhắc lại, phương pháp vật lý là những hình 1, 2, 3, đó là cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lý nhiệt. Phương pháp hóa học là hình 6, hình 7, đó là đường hóa tinh bột và kềm hóa rơm rạ. Phương pháp vi sinh vật là hình số 4, là ủ men. Và phương pháp hỗn hợp là hình số 5. Chúng ta quan sát từng cái cách ta ứng dụng các kiến thức vật lý, hóa học và vi sinh vật. Đầu tiên, thấy sơ đồ máy cắt thái. Máy cắt thái dùng để cắt ngắn thức ăn thô xanh, các loại thức ăn như thân cây bắp, cây lúa, vân vân. Tụi con quan sát hình máy cắt cỏ nè, máy thu gom và cắt lục bình. Chúng ta quan sát sơ đồ máy nghiền đập. Máy nghiền đập dùng để nghiền nhỏ các loại thức ăn thô cứng, các loại hạt như hạt ngô, hạt cây họ đậu được nghiền nhỏ. Quan sát hình thực tế, đây là máy xay nghiền. Quan sát sơ đồ, người ta đang rang đậu và nồi hấp. Rang hấp đậu nành để loại bỏ chất độc của đậu nành, làm cho vật nuôi hấp thụ dễ dàng. Chúng ta quan sát biện pháp ủ men. Người ta cho bánh men vào nhào kỹ, cho nước ấm vừa đủ, đậy kín để nơi kín gió ấm trong 24 giờ. Phương pháp này dùng cho vật nuôi ăn dễ tiêu hóa, ăn cảm giác ngon miệng.
Rồi con quan sát hình, đây là hình người ta đang ủ men rượu. Và hình số 5 đó là tạo thức ăn hỗn hợp. Người ta sẽ dùng nhiều loại thức ăn trộn lẫn với nhau ở dạng rời, sau đó được máy dập tạo thành bánh viên. Rồi đường hóa tinh bột, người ta cho tinh bột và bột mầm mạ nước ấm là 60 độ C, đậy kín gió, sau 24 giờ vật nuôi có thể sử dụng. Rồi kềm hóa rơm rạ là người ta dùng nước vôi 10% hoặc dung dịch natri hydroxit 2% trộn với rơm 1 lít nước cộng cho 100 gram vôi, ngâm 24 đến 36 giờ, rửa sạch cho vật nuôi ăn. Tóm lại, chúng ta có các phương pháp chế biến thức ăn. Thứ nhất, phương pháp vật lý gồm cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lý nhiệt. Phương pháp hóa học, người ta thực hiện đường hóa tinh bột, kềm hóa rơm rạ. Phương pháp vi sinh vật là người ta ủ men. Và cuối cùng đó là phương pháp tổng hợp. Các con nhớ đó, thầy có 4 phương pháp nhưng có 3 phương pháp chính thôi, đó là vật lý, hóa học và vi sinh vật. Chúng ta qua hai nhỏ một số phương pháp dự trữ thức ăn. Các con hãy cho biết làm thế nào để dự trữ rơm, cỏ xanh, thóc ngô, sắn, khoai lang. Người đối với rơm, cỏ, xanh, thóc, ngô, người ta sẽ phơi khô. Khoai sắn, người ta sẽ thái lát phơi khô. Thức ăn xanh là người ta ủ xanh. Rồi con quan sát cho thầy. Đối với rơm, cỏ, xanh nè, người ta sẽ làm khô, phơi đó. Và sẽ là rơm, cỏ, khô. Thóc, ngô tươi hoặc là bắp tươi, người ta phơi khô ra thóc, ngô khô. Sắn tươi hoặc là khoai lang củ, người ta thái rồi người ta phơi khô ra khoai sắn khô. Thức ăn xanh người ta mang đi ra ủ thì sẽ giữ được thức ăn xanh này lâu cho vật nuôi. Và từ những hình đó thầy có kết luận như sau: có nhiều phương pháp dự trữ thức ăn trong chăn nuôi, thường sử dụng hai phương pháp. Thứ nhất, dự trữ thức ăn ở dạng khô, người ta làm khô bằng nguồn nhiệt từ mặt trời hoặc sấy bằng điện, bằng than. Thứ hai, dự trữ thức ăn ở dạng nhiều nước, ủ xanh thức ăn. Chúng ta quan sát hình. Người nông dân phơi khô lúa, sắn, phơi rơm. Rồi công tác ủ xanh thức ăn vật nuôi. Lấy cỏ làm thức ăn dự trữ cho gia súc. Và tụi con thấy chúng ta đã biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. Chúng ta đã biết rằng thức ăn có những phương pháp chế biến nào và cách dự trữ thức ăn ra sao. Bây giờ đây chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Tụi con quan sát hình cho thầy. Cho biết có mấy phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, đó là những phương pháp nào? Chúng ta thấy trên hình là có 3 hình, do đó chúng ta biết rằng có 3 phương pháp. Đó là chế biến sản phẩm nghề cá, nuôi giun đất, trồng sen, tăng vụ cây họ đậu. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu chế biến sản phẩm cá. Tụi con biết hơn không? Đó là làm thế nào để có nhiều cá, tôm, ốc phục vụ cho chăn nuôi. Người ta sẽ là nuôi và khai thác thủy sản. Tụi con quan sát hình. Người ta nuôi nè và khai thác thủy sản. Rồi phương pháp thứ hai là nuôi giun đất.
làm thế nào để nuôi đất. Người ta có công thức như sau: 50% rác hữu cơ cộng 30% phân ủ hoai cộng với giun giống cộng với 20% tinh bột sắn, khoai, gạo nấu chín làm thức ăn cho giun, sau 60 ngày sẽ cho thu hoạch. Thứ ba, người ta sẽ trồng sen và tăng vụ cây họ đậu. Người ta trồng đậu xanh xen với cây bắp. Thầy có bài tập như sau. Hãy đánh dấu ích vào vở bài tập những câu sau đây. Câu nào thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein? Chúng ta có 3 câu nói phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Thứ nhất, nuôi và khai thác sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn như tôm, cá, ốc. Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng, tằm. Thứ ba, trồng sen tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu. Chúng ta đã biết được một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein rồi. Và bây giờ chúng ta qua hai phương pháp cuối cùng. Đó là một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu glucid và thức ăn thô. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu glucid. Người ta sẽ làm gì đây? Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. Còn quan sát hình thể hiện sản xuất thức ăn giàu glucid. Một số phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh. Người ta làm cái gì đây? Người ta sẽ tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Người ta sẽ tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ. Đỗ nghĩa là đậu đó. Ở chúng ta quan sát hình minh họa cho sản xuất thức ăn thô xanh. Thầy nhắc lại một số kiến thức. Tại vì chúng ta có nghe từ luân canh, xen canh, gối vụ. Luân canh là luân phiên cây trồng theo không gian và thời gian. Luân canh theo thời gian là luân phiên cây trồng sau một vài vụ hay một vài năm mới trồng lại cây cũ. Luân canh theo không gian là luân phiên thay đổi chỗ trồng của một loại cây từ mảnh đất này sang mảnh đất khác. Xen canh, trồng các loại cây khác nhau trên cùng một mảnh ruộng trong cùng một thời gian, lợi dụng đất trống nhưng phải phù hợp. Gối vụ là các cây vụ trước chuẩn bị được thu hoạch, ta trồng các cây vụ sau kế tiếp liên tục. Và thầy giới thiệu cho những mô hình hiệu quả của nông dân Việt Nam thường sử dụng. Thứ nhất đó là mô hình VAC, nghĩa là vườn, ao, chuồng. Ta quan sát cái sơ đồ đây. Ta thấy vườn nè, ao nè, chuồng nè. Thì nước sẽ cung cấp cho nước để tưới cây. Ao sẽ cung cấp nước để chúng ta tưới cây. Rồi cây sẽ cung cấp thức ăn cho vật nuôi. Và vật nuôi sẽ cung cấp phân bón lại cho trồng trọt. Rồi mô hình thứ hai đó là ruộng, vườn, ao, chuồng. Người ta thấy người ta sẽ trồng đây vườn cây này, chuồng chăn nuôi nè, ao cá nè đó. Thì những cái này sẽ bổ sung cho nhau, ruộng, vườn, ao, chuồng. Thì những mô hình này giúp cho chúng ta luôn luôn có thức ăn đầy đủ cho vật nuôi. Và trước khi kết thúc, chúng ta cần ghi nhớ những điều đã học ngày hôm nay. Có nhiều phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi như phương pháp vật lý gồm cắt ngắn, nghiền nhỏ, xử lý nhiệt, phương pháp hóa học, đường hóa tinh bột, kềm hóa rơm rạ, phương pháp vi sinh vật là ủ men. Thức ăn vật nuôi thường được dự trữ bằng phương pháp làm khô và ủ xanh. Ghi nhớ thứ hai,
phát triển sản xuất theo mô hình VAC hoặc NRVAC, tức là luân canh tăng vụ nhiều loại cây trồng, nuôi khai thác nhiều thủy hải sản để sản xuất ra nhiều loại thức ăn giàu protein, giàu glucid và thức ăn thô xanh sẽ góp phần phát triển chăn nuôi vững chắc. Và hai phần ghi nhớ này đã kết thúc bài học chúng ta ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, thầy dặn dò các con nhớ in hoặc chép phần bài học đã được úp lên chuyên mục học trực tuyến và dán vào tập. Bài đã hết. Cảm ơn các con. Chúc các con luôn khỏe mạnh và học tốt.